chương 1 Người thừa kế vai ác Nguồn Mê truyện audio com Nếu ngươi sinh mệnh còn dư lại cuối cùng một giờ, ngươi sẽ làm cái gì? Hạ bắt bắt ngồi ở chính mình độc thân chung cư trên giường, laptop để trên hai đầu gối, liền ở lúc nãy. Nàng đem chính mình ngân hàng tài khoản toàn bộ tiền tiết kiệm đều quyên cho quỹ từ thiện, không chỉ như vậy, nàng còn gửi cho chính mình mặt đen đại bốt đã phát một phong thư từ chức, thuận tiện còn ở thư không chút nào cố kỵ quở trách bốt mười tông tội, dù sao bổn bảo bảo đều sắp chết, chính là phải mắng ngươi mắng cho. Đủ, có bản lĩnh ngươi tới cắn ta a à, hừ hừ hừ, tiểu tâm ta sát chết vùng dậy, hù chết ngươi. Ai? Mắt thấy đã là nửa đêm 23 giờ 15 phút, hạ bắt bắt lại lần nữa thở dài một hơi, lúc này nàng đối diện màn hình máy tính gửi cho chính mình yêu thầm 7 năm học trưởng nam thần viết thư tình, dù sao đều phải đã chết, chẳng lẽ muốn đêm này tình yêu thầm đưa tới trong quan tài sao, no. 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 Hạ bắt bắt ánh mắt dần dần kiên định lên. Nam thần, ta muốn cho ngươi biết, ta cho dù chết, làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ân, ừ, là sẽ không quên ngươi, liền ở hạ Bắc Bắc bắt bắt vắt hết ốc viết chính mình trong đời quan trọng nhất phong thư tình thời điểm. Thời gian đang ở bất tri bất giác trôi qua, chờ hạ bắt bắt lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, phòng ngủ trên tường đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian đã là 23 giờ 55 phút, trời ơi, hạ bắt bắt hoang mang rối loạn đem bưu kiện phát ra, ngay sau đó đem máy tính một ném, cả người sắc mặt bình tĩnh nằm ở chính mình trên giường lớn. Bình tĩnh, bình tĩnh cái đầu ngươi a à, kỳ thật. Nàng nội tâm vô cùng rối rắm, hoa hạ, hạ gia nguyên bản là cái cổ xưa thần bí gia tộc, chính là cái này gia tộc từ trăm năm trước chiến loạn sau liền dần dần suy bại xuống dưới, hơn nữa hạ gia người, nam nhân chú định sống không quá 30 tuổi, nữ nhân đều chỉ có thể sống đến 24 tuổi. Mà đêm nay qua không giờ, Hạ Bắc Bắc liền 24 tuổi, nàng biết chính mình còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ sinh mệnh, lúc này nàng theo bản năng nắm chặt chính mình ngực mang theo ngọc bội, đây là tổ tiên truyền xuống tới tính vật, nghe nói là có thể bài trừ hạ gia đoạn mệnh nguyền rủa, nhưng là những năm gần đây, hạ gia người dùng hết tất cả biện pháp, dùng nước, dùng lửa đốt, lấy máu nhận chủ, vân vân, thậm chí còn có vị Kỳ Ba tổ tiên ở chính mình ít ít to thời điểm cố ý đeo khối ngọc bội. Này, Nima, tóm lại vô số sự thật nói cho Hạ Bắc Bắc, này khối ngọc chính là vô dụng, nó chính là một khối không đáng giá tiền cục đá, Hạ Bắc Bắc kéo xuống chính mình trước ngực ngọc bội, các gao nắm chặt ở chính mình lòng bàn tay, lúc này, đồng hồ đã tới rồi 23 giờ 59 phút, tử vong bóng ma ở nháy mắt xâm nhập Hạ Bắc Bắc đại não, tại đây một khắc, nàng theo bản năng hô to lên. Ta không muốn chết Ta không muốn chết Ta không muốn chết Tích đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm từ Hạ Bắc Bắc trong lòng bàn tay truyền đến Khởi động máy mật mã Ta không muốn chết đưa vào chính xác Chuyện quan trọng muốn nói ba lần Nga Hoan nghênh ngươi, người thừa kế Hạ Bắc Bắc, đây là cái quỷ gì mật mã A Ở Hạ Bắc Bắc vẽ mặt gặp quỷ biểu tình Nàng trong tay kia khối ngọc thế nhưng dần dần biến thành một cái tạo hình thời thượng notebook. Nima vẫn là mang dấu hiệu quả táo đâu, ngươi nha xâm phạm bản quyền ngươi không biết sao. Len Ken Không chờ hạ bắt bắt phun tàu xong, Kino Tê cư nhiên tự động khởi động máy, sau đó trên màn hình xuất hiện một cái đầu đáng yêu màu xanh lục hình chim cánh cục. Khởi động máy ra quét, phát hiện vai ác người thừa kế 109. Hoan nghênh gia nhập tinh tế vai ác câu lạc bộ. Chúc mừng ngươi đạt được tân nhân lễ bao một cái, ngươi vai ác thọ mệnh đem bị kéo dài một năm. Thân, thỉnh mau chóng đăng nhập câu lạc bộ, nhận thời không nhiệm vụ, kéo dài ngươi vai ác thọ mệnh. Bên tai hạ bắt bắt bỗng nhiên vang lên một giọng nữ dễ nghe êm tai, vai ác người thừa kế là cái quỷ gì? Từ từ, kéo dài thọ mệnh, hạ bắt bắt theo bản năng nhìn chính mình trên tường đồng hồ treo tường, quả nhiên đã qua 12 giờ mà nàng cư nhiên còn sống, còn sống, bổn bảo bảo cư nhiên không chết, hạ bắt bắt hưng phấn qua đi lại lập tức khổ một khuôn mặt, tiền không còn, công tác cũng không còn, chỉ có mệnh còn thì có ích lợi gì, ách, không đúng, chết tử tế không bằng lại tồn tại, nói không chừng ngày mai còn có thể thu được nam thần hồi âm, hạ bắt bắt lại lo chính mình suy nghĩ một đống lớn linh tinh, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện cái kia nô vẫn còn, ma xui quỷ khiến, hạ bắt bắt liền ở trên bàn phím đánh, vào tên cùng mật khẩu, sau đó. Cư nhiên đăng nhập được, chỉ là toàn bộ giao diện đã không có bạn tốt cùng mấy nhóm cha của nàng, chỉ có một đám người, nhóm cha kêu tin cấp vai ác câu lạc bộ, hạ bắt bắt tò mò nhấn vào nhóm cha, từ đây về sau nàng liền đi lên một cái tìm đường chết vai ác không có đường về. Chương 2 Vai ác thật không dễ làm Nguồn Mê truyện audio.com Tin anh vai ác 027 Hoan nghênh tân nhân, sơ cấp vai ác 104. Rốt cuộc có người so với ta cấp bậc thấp hơn, ha ha, chung cực vai ác 005. Đừng khi dễ tân nhân, tới tới tới, tân nhân mau đến ca ca trong vòng bảo hộ, ca ca che chở ngươi. Hạ Bắc Bắc vừa tiến vào vai ác câu lạc bộ nhóm cha, liền lập tức tiếp thu tới rồi một tảng lớn tin tức. Lúc này Hạ Bắc Bắc mới chú ý tới cái này trong đàn chỉ có 109 cá nhân mà chính mình nít cư nhiên là cái kia tay mơ vai ác 109, đậu má, đột nhiên cảm thấy hảo tâm vỡ nát, tin anh vai ác 03 năm. Tân nhân mau xem một chút nhiệm vụ công lược, xem hiểu lúc sau, ngươi liền có thể ở câu lạc bộ nhiệm vụ trong đại sảnh nhận sơ cấp nhiệm vụ, lúc này, nhóm chác lại nhảy ra một tin tức, hạ bắt bắt lập tức theo bản năng trả lời một câu cảm ơn, ngay sau đó nàng liền mở ra nhóm chác trang chủ. Ở bên trong tìm được một cái tên là vai ác tự mình tu dưỡng, văn kiện, mở ra nhìn nửa ngày hạ bắc bắc cũng rốt cuộc hiểu tinh tế vai ác câu lạc bộ là cái cái dạng gì tồn tại danh như ý nghĩa cái này câu lạc bộ người chính là đến từ các thời không đám vai ác bọn họ là một đám người bị trời cao lựa chọn dị năng đặc thù có thể ở các giao nhau thời không xuyên qua tận tâm tận lực sắm đủ loại nhân vật vai ác vai ác nghe tới thực đặc biệt cao thượng mà trên thực tế mấy năm nay thô xuyên qua trọng sinh xuyên sách từ các loại nhân tố ảnh hưởng vai ác đã thành pháo hôi đại danh từ, cho nên loại này tốn công vô ích công tác, ngoài làm càng ngày càng ít, đại đa số. Vai ác ở tích cốc đủ rồi chính mình thọ mệnh lúc sau liền bắt đầu lười biến, này liền tạo thành hiện tượng các tiểu thuyết thời không thiếu hụt vai ác mà hạ bắt bắt tổ tiên nguyên bản chính là cái đại vai ác, hắn chán ghét những tháng ngày làm vai ác, liền quy ẩn ở trong thành thị làm một người bình thường, kết quả, hạ gia người thọ mệnh liền càng ngày càng ngắn, càng ngày càng ngắn, ông trời là thực công bằng tồn tại, hắn cho tinh tế đám vai ác đặc thù năng lực, lại cũng làm ngắn lại bọn họ. Thọ mệnh là ai nói tai họa để lại ngàn năm. Tới tới tới, ngươi cho ta đứng ra, hai chúng ta tới luận bàn chuyện nhân sinh, sau khi đọc xong vai ác tự mình tu dưỡng, hai hạ bắt bắt hai mắt tỏa ra ánh sáng kinh người, em ma, đây chính là vai ác A, bổn bảo bảo vẫn luôn là vai ác thống. ta sẽ nói bậy sao, tân ân. Ta hạ bắt bắt từ hôm nay trở đi liền phải làm để tiếng xấu muôn đời đại vai ác mang theo như vậy hùng tâm tráng trí. Hạ bắt bắt ánh mắt lấp lánh mở ra câu lạc bộ nhiệm vụ đại sảnh giao diện. Sau đó, hạ bắt bắt liền héo, thân ái tay mơ vai ác 109. Bởi vì ngài cấp bậc quá thấp, đề nghị ngươi nhận trước mặt giao diện sơ cấp luyện tập nhiệm vụ. Chúc ngài nhiệm vụ vui sướng, điềm mỹ ấm áp nhắc nhở âm lúc sau. Hạ bắt bắt trước mặt tự động bắn ra một cái nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ thế giới. Thế giới giả tưởng tiểu thuyết thế giới vụ cấp bậc Sơ cấp, thích hợp tay mơ vai ác, nhiệm vụ ký sinh thân xác Đào hiểu hồng vụ nội dung tường thuật tóm tắt Thay thế ngoài ý muốn chết đi vai ác người qua đường giáp đào hiểu hồng đem nữ chủ cảnh nghiêng đưa lên giường nam chủ hướng kình thiên, nhiệm vụ khen thưởng Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thọ mệnh 30 ngày Nhiệm vụ thất bại không bị trừng phạt tấm áp nhắc nhở Sở hữu tiểu thuyết thế giới đều thiên lôi cuồng cuộn cẩu huyết không ngừng, nhiệm vụ giả nhất định phải chuẩn bị tâm lý lại tiến vào. Vì ngài cùng người khác sinh mệnh an toàn mời quen thuộc cẩu huyết, thích ứng thiên lôi, cảm ơn hợp tác, hạ bắt bắt, cuối cùng ấm áp nhắc nhở là cái quỷ gì, còn có, nói tốt đại vai ác đâu. Vai ác người qua đường giáp lại là cái quỷ gì? Không phải là cái liền lời kịch đều không có phong nền đi. Len Ken Hạ bắt bắt còn ở trong lòng rối rắm, nô tê bốc lại lần nữa truyền ra cái kia tuyệt đẹp êm tai thanh âm. Bởi vì tay mơ vai ác 109 tại đây nhiệm vụ giao diện dừng lại vượt qua 10 giây mà không có lựa chọn, hệ thống cam chịu tiếp thu nhiệm vụ, nhiệm vụ thời gian là thế giới hiện thực trôi qua 4 giờ, hiện tại đang ở liên tiếp không gian thông đạo. Đinh Bắt đầu trói định Đinh Chuẩn bị truyền tống Hạ bắt bắt Ni ma Không cần như vậy bá vương đi Bổn bảo bảo còn không có chuẩn bị ác Đinh. Truyền tống thành công. Theo máy tính thanh âm rơi xuống, vẫn luôn ngồi ở trên giường hạ bắt bắt cả người đột nhiên ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Chương 3. Vai ác người qua đường giáp, 1. Nguồn. Mê truyện audio.com Đỉnh phong khách sạn, tầng 5, phòng giám đốc. Hồng Tỷ. Hồng Tỷ. Một giọng nam trẻ tuổi dồn dập vang lên ở bên tai hạ bắt bắt. Ân. Hạ Bác Bác hốt hoảng mở mắt ra, phát giác chính đang dựa vào ghế sofa lười biến ngủ gật, ách trong đầu hỗn loạn như vậy vài giây, Hạ Bác Bác cả người tạch một chút đứng dậy. Hồng Tỷ, nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đứng ở một bên, vẻ mặt kỳ lạ nhìn Hạ Bác Bác. Hồng Tỷ, ngươi làm sao vậy? Ách, ta đại khái là mộng du. Hạ Bác Bác lên tiếng lúc này nàng đã có thể xác định chính mình là thật sự tiến vào một cái khác thời không lại còn có thể biến thành một người khác ni ma đáng chết máy tính người đáng chết trí năng hạ bắt bắt âm thầm mắng vài câu lúc này đứng ở một bên nhân viên phục vụ lại lần nữa mở miệng hồng tỷ con gái cảnh đại phú chúng ta đã bắt được ngươi xem muốn hay không dựa theo mấy ngày hôm trước định sẵn thời gian huấn luyện một phen rồi đem nàng đưa đến trên giường lâm thiếu a con gái cảnh đại phú đó là ai? Hạ Bác bắt nhíu nhíu mày. Lúc này, cái này tiểu thuyết thế giới chủ yếu cốt truyện bắt đầu không ngừng dũng mãnh vào Hạ Bác bắt trong đầu, nàng lại lần nữa ngã ngồi ở trên sofa, cả người sắc mặt tái nhợt vẫy vẫy tay. Ngươi đi trước đi. Chuyện này ta đều có an bài. Dạ. Nhìn đến Hạ Bác bắt sắc mặt không tốt, nhân viên phục vụ kia lập tức bước nhanh lui đi ra ngoài, thấy trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại có chính mình một người, Hạ bắt bắt nhắm mắt lại chậm rãi sắp xếp lại cốt truyện cùng ký ức trong đầu mình, cái này tiểu thuyết thế giới nữ chủ kêu cảnh nghiêng, chính là con gái cảnh đại phú, nàng phụ thân là một con ma nghiện bài bạc, mang trên người một đống nợ nần, mà vì trả nợ nên đành phải bắt chính con gái mình đem bán cho Đào Hiểu Hồng. Mà Đào Hiểu Hồng người này nói thật dễ nghe là cái giám đốc của khách sạn, kỳ thật trên thực tế chính là cái mẹ mình, chuyên môn phụ trách trợ giúp khách sạn những đại khách nhân có nhu cầu, dẫn mối kiếm trích phần trăm, dựa theo trong thế giới này cốt truyện, một kẻ tên Lâm Lương, đại thiếu gia ăn chơi trác tán coi trọng chỉ mới 16 tuổi cừu con cảnh nghiêng, mà Đào Hiểu Hồng sau khi bắt được cảnh nghiêng liền tìm người uy hiếp nàng một phen, dựa theo chính mình cùng Lâm Lương thỏa thuận đem. Nàng mang đến phòng cho khách, khách sạn mà Lâm Lương thường ở, nhưng làm người không nghĩ tới chính là cảnh nghiêng ở trên hành lang khách sạn gặp được nam chủ đại nhân hướng kình thiên, Vị này hắc bạch đều ăn đại thiếu liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt thiếu nữ đúng là 8 năm trước đã cứu chính mình một mạng tiểu lô ly, vì thế hắn lập tức ra tay cứu cảnh nghiêng đang bị hạ thuốc, sau đó đem nàng mang về trong phòng của mình ít ít o. nima hạ bắt bắt đem cốt truyện tiếp thu đến đến nơi đây liền nhịn không được muốn bảo nổi, nam chủ đại nhân ngươi giả thiết như vậy máu chó không hề logic được sao, 8 năm trước ngươi 22 tuổi, cảnh nghiêng người ta mới 8 tuổi, này hoàn toàn không khoa học được chứ một cái 8 tuổi thiên chân vô tà tiểu lô ly cư nhiên có thể từ trên tay một đoàn hắc ban sát thủ cứu ra một cái cả người là thương tích hắc ban đại thiếu, nàng là thần tiên chuyển thế sao? Nếu đám sát thủ kia đã biết đến chân tướng này sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi có suy xét qua sát thủ tôn nghiêm sao? Ách, hảo đi, nghe nói tiểu thuyết trong thế giới không thể nghiêm túc hạ bắt bắt tiếp tục tiếp thu cốt truyện, kết quả nàng cốt truyện đến nơi đây cư nhiên liền không có, không có, ni ma liền đơn giản như vậy liền xong việc. Thật đúng là người qua đường giáp trong người qua đường giáp, tiểu trong suốt không đáng một đồng A. À. Vì, nguyên lai nàng tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là phụ trách gọi người đem cảnh nghiêng bắt trở về, hạ chút thuốc, sau đó dựa theo định sẵn thời gian địa điểm đưa cho Lâm ăn chơi trác tán, lúc sau thuốc đẩy nam nữ chủ ít ít o, ngươi muội A, à, này tính cái gì vai ác A. À. Chương 4 Vai ác người qua đường giáp, 2 Nguồn mê truyện audio com Ở trong văn phòng Đào Hiểu Hồng một lúc, cảm giác được đã đói bụng hạ bắt bắt lúc này mới mơ mơ màng màng đi ra chính mình phòng, đi tới cửa thời điểm, nhìn đến chiếc gương treo trên tường chiếu ra một gương mặt trang điểm đậm cùng với cái trán quấn băng gạt trắng, hạ bắt bắt sửng sốt một chút, thần sắc như gặp quỷ, ni ma a, bổn bảo bảo luôn luôn đi theo con đường nhan sắc điềm mỹ thanh xuân. Như vậy trang điểm đậm đặc là muốn chơi kiểu gì? còn có trên đầu miệng vết thương còn cuốn lấy băng gạt trắng, làm một cái mẹ mình, đào hiểu hồng ngươi cũng thật là cố gắng, ân, hạ bắt bắt nghĩ đến đây, không tự chủ được lại chiếu gương, giơ tay chạm chạm chính mình trên trán miệng vết thương, đúng rồi, nàng nghĩ tới, chính mình tiến nhiệm vụ phía trước, ở trong máy tính nhìn đến quá nhiệm vụ tường thuật tóm lược, nơi đó giống như nói qua nguyên chủ đào hiểu hồng ngoài ý muốn đã chết, cho nên mới yêu cầu chính mình cái này làm tay mơ vai ác. Người qua đường giáp, thúc đẩy nam nữ chủ chuyện tốt. Nima, suy nghĩ nửa ngày, nàng không phải là bám vào một khối thi thể sao, cả người đều nổi lên một tầng da gà A, à, chật chật chật, không được, bổn bảo bảo muốn lập tức xuống lầu ăn mấy cái bánh bao thịt cho đỡ sợ A, à, tuy rằng trong đầu về đào hiểu hồng ký ức không có nhiều lắm, nhưng là hạ bắt bắt tốt xấu gì cũng nhất định sẽ trở thành vai ác bốt, tự nhận như vậy, nàng một đường vên váo tự đắc đi xuống lầu, Tới rồi khách sạn lầu ba trực tiếp gọi một bàn ăn ngon cộng thêm bốn cái bánh bao thịt. Nhìn nàng một người ngồi ở trong một góc ăn ngấu nghiến, nhân viên khách sạn ai cũng không dám tiếp cận. Nhân viên A, các ngươi nghe nói sao? Hồng tỷ tối hôm qua bị quỷ ám ra ngoài ý muốn. Nhân viên B, ta biết, ta biết. Nghe nói nàng chiếc xe thể thao đều bị đâm bẹp, nàng người lại chỉ bị trầy xước cái trán. Các ngươi nói tà môn hay không tà môn? Nhân viên C, Hồng tỷ trước kia không phải ghét nhất ăn bánh bao thịt sao? A nha, một ngụm cư nhiên cắn nhiều như vậy, các ngươi nói nàng không phải là bị quỷ. Bám vào người đi. Mỗi mỗi ngươi có tiềm năng làm trinh thám a, vây xem quần chúng. Phi phi phi. Đồng Ngôn không cố kỵ, đừng nói bậy, lúc này mọi người đã lập tức giải tán, mà hoàn toàn không có cảm giác ra bản thân đang ở bị người phê bình hạ bắt bắt, vừa mới ăn xong cuối cùng một ngụm bánh bao thịt, nàng thoải mái dựa vào trên ghế, nhắm hai mắt lại, ân hiện tại nữ chủ tới tay, chính mình muốn ở thời điểm nào đem nàng giao cho lâm cầm thú đâu, hạ bắc bắc đang nghĩ ngợi tới, nàng trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái máy tính giao diện, mặt trên không ngừng đổi mới cư nhiên là trong thế. Giới này chủ cốt truyện, Nima, nguyên lai like nơi này cũng có thể xem máy tính, lại còn có có thể nhìn cốt truyện A, hạ bắc bắc lập tức đem tiểu thuyết cốt truyện nhìn một chút, làm một người qua đường giáp tiểu vai ác, đào hiểu hồng chỉ ở hai chương đầu lên sân khấu, xuất diễn không nhiều lắm, tới rồi chương 3, sống thọ và chết tại nhà. Ai, BIA, Hạ Bắc bắt đem trước hai chương cốt truyện tất cả đều ghi tạc chính mình trong đầu, sau đó, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình hiện tại cái gì đều không cần làm, hiện tại chỉ cần nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hai ngày sau đem nữ chủ đưa đi, sau đó chính mình liền có thể ăn no chờ chết, lại nói tiếp. Tiểu thuyết chương 3 đối đào hiểu hồng chết cũng chỉ là sơ lược, bị người âm mưu đâm chết, phía sau màn chủ mưu không biết ai, BIA Tưởng tượng đến chính mình lần đầu tiên ra. Nhiệm vụ lần đầu tiên làm vai ác lại là như vậy kết quả, Hạ Bắc Bắc liền cảm thấy chính mình pha lê tâm đã vỡ nát, lại ăn nhiều bánh bao thịt cũng đền bù không được bổn bảo bảo tâm tình bị thương a, hai ngày lúc sau. Hồng tỷ, cảnh nghiêng chúng ta đã mang đến. Khách sạn Bảo An Kim Tây Sai, đằng đằng sát khí đem Tiểu Cừu con cảnh nghiêng đẩy đến trước mặt Hạ Bắc Bắc ai nha nha nữ chủ đại nhân hân hạnh gặp mặt hạ bắc bắc nhìn trước mắt xinh đẹp đáng yêu tiểu muội muội đáy lòng nhịn không được cảm khái vạn lần em ma thật đáng yêu tiểu muội muội a à, qua hôm nay chính là thành người của đại thúc rồi a à, nhớ trước đây tỷ tuổi này thời điểm khụ khụ vẫn là không nói nói nhiều đều là nước mắt cảm giác được hạ bắc bắc nhìn chăm chú cảnh nghiêng hoảng loạn nước mắt điềm đạm đáng yêu nhìn nàng vị này tỷ tỷ ngươi thả ta đi ta có thể làm công trả nợ ta sẽ không chạy trốn ta có khả năng làm rất nhiều việc làm việc hạ bắt bắt nghe được cảnh nghiêng nói mỉm cười dùng ngón tay nâng lên cầm nàng như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân đi làm việc nặng thật lãng phí a à, tiểu cục cưng ngươi yên tâm lâm thiếu tuyệt đối sẽ đối với ngươi thực tốt nữ nhân này sao luôn có một ngày bị người ngủ ngủ sớm ngủ muộn đều là ngủ tắt đèn cùng ai ngủ cũng không có gì khác biệt cho nên ngươi liền ngoan ngoãn đi hưởng thụ đi Đúng rồi, A Điền, đừng quên đem dược cho nàng ăn, đừng làm cho nhà chúng ta tiểu cục cưng sợ hãi, ăn dược, dốc hết sức hưởng thụ. Đã biết, Hồng Tỷ. Một bên A Điền nghe xong hạ bắt bắt nói, lập tức mang theo cảnh nghiêng xoay người rời đi, thu phục, kết thúc công việc, hạ bắt bắt trở lại chính mình ghế, mở ra khách sạn hành lang theo dõi, nàng cố ý đem hành lang theo dõi phóng đại đến toàn màn hình mắt thấy A Điền cùng A Võ đã đem cảnh nghiêng bị hạ dược dược mơ mơ màng màng đỡ ra thang máy, hạ bắt bắt tâm tình lập tức khẩn trương lên, nam chủ mau ra đây, 5, 4, 3, 2, 1. Hạ bắt bắt ánh mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm video giám sát. Nhưng mà, thẳng đến A Điền cùng A Võ đem cảnh nghiêng ném vào phòng 909, trên hành lang như cũ không thấy hướng kình thiên thân ảnh, đậu má. Nam chủ cũng dám cho nữ chủ leo cây, từ từ, có điểm không thích hợp, hạ bắt bắt nhìn không được nheo nheo mắt. Này nữ chủ chính là không hề có năng lực phản kháng cừu con, nếu là không có nam chủ đại nhân anh hùng cứu mỹ nhân, nàng chẳng phải là phải bị cái kia lâm cầm thú tàn phá đến chết, ni ma, đây chính là một cái mạng người A. Nữ chủ mệnh có bao nhiêu quý giá, người nhà biết sao, hạ bắt bắt mắt thấy hành lang như cũ là trống rỗng, nàng cắn răng lập tức bay nhanh chạy ra khỏi chính mình phòng, nữ chủ đại nhân ngươi cần phải kiên quyết một ít a, à, làm một cái có tiết tháo vai ác, bổn bảo bảo là nhất định phải đem ngươi đưa lên nam chủ đại nhân giường, đến nỗi mặt khắc pháo hôi giáp vẫn là nam xứng ức đều cấp lão nương đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Chương 5 Vai ác người qua đường giáp 3 Nguồn Mê truyện audio.com Phanh Hạ Bắc bắt thở hỗn hển đá văng cửa phòng 909, chỉ quất một cái khăn tắm lâm đại thiếu đang túng cảnh nghiêng đầu tóc, dùng sức đem nàng lôi lên trên giường lớn, lúc này cảnh nghiên đã có chút ý thức mơ hồ, nhưng là nàng vẫn là theo bản năng phản kháng, ni mã. Người cái đại sắc lan, hạ bắc bắc tiến lên nhắm chuẩn lâm đại thiếu nửa người dưới hung hăng đạp một phát, ngay sau đó liền cầm khăn trải giường đem quần áo lộn xộn cảnh nghiêng bao bọc vào. Không có việc gì, không có việc gì. Nghe được hạ bắc bắc thanh âm, Cảnh nghiêng tầm mắt mơ hồ nhìn chính mình trước mắt người, nàng nhận ra cái này tỷ tỷ liền ở vừa mới. Cảnh nghiên còn tưởng rằng chính mình hôm nay nhất định khó thoát khỏi hiểm cảnh, không nghĩ tới, ở cuối cùng thời khắc vọt vào tới cứu chính mình cư nhiên sẽ là nàng. Đáng chết nữ nhân. Lúc nãy bị hạ bắt bắt đánh lén lâm đại thiếu đã phản ứng lại, hắn bất chấp chính mình dưới thân đau đớn, đột nhiên hướng về phía hạ bắt bắt cùng cảnh nghiêng nhào tới. Đáng chết nữ nhân, thế nhưng muốn phế đi lão tử. Lão tử hôm nay liền phế đi ngươi. Cố tình, vị này lâm đại thiếu vẫn là cái đánh nhau cao thủ, bất quá, thân là một cái vai ác sao lại có thể ở ngay lúc này yếu thế, hạ bắt bắt chịu đựng ăn mấy quyền, xem chuẩn thời cơ hung hăng cắn lâm đại thiếu một ngụm, ngay sau đó nàng lôi kéo cảnh nghiêng liền phải chạy trốn, mà phía sau lâm đại thiếu một bên túng cảnh nghiêng trên người chăn đơn, một bên dùng sức xé rách hạ bắt bắt váy. Truệt, một tiếng, chăn đơn không bị gì, nhưng là hạ bắt bắt trên người váy nát ni ma, không phải nói là hàng hiệu vải bình không sợ rách sao. Cần phải phê bình. Nguyên bản đào hiểu hồng váy kiểu dáng đều là ngắn ngủn thoáng mát, hiện giờ bị câm đại thiếu như vậy xé, ni ma, quả thực liền rất khó coi được chứ. Hạ bắt bắt một bàn tay che lại chính mình ngực, một bàn tay còn muốn túng bên cạnh nữ chủ đại nhân, nàng chính gấp đến độ xoay quanh, cửa đột nhiên truyền đến một cái lạnh băng trầm thấp thanh âm cảnh sát đây Nam bên trái nữ bên phải tất cả đều ôm đầu ngồi sổng xuống cho ta cảnh sát thúc thúc hạ bắc bắc lúc này lập tức ngoan ngoãn lôi kéo cảnh nghi ngồi sổng một bên ô, ô ô ô ô rốt cuộc được cứu trợ a à, hạ bắc bắc còn không có tới kịp ngẩng đầu tỏ vẻ một chút chính mình kích động tâm tình còn có thuận tiện lên án một chút lâm đại thiếu bạo hành lúc này nàng đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến vừa mới cái kia nam tử thanh âm chơi rất vui a à, ba tê đâu tất cả đều mang về hạ bắt bắt ba p cái đầu ngươi a ngươi mắt mù a không thấy được chúng ta đây là bị ép sao ách không đúng hạ bắt bắt lúc này cũng có chút mông lung chính mình vốn dĩ hẳn là cái vai ác a nhưng là nàng lại giúp đỡ nam chủ làm anh hùng cứu mỹ nhân đại sự vấn đề là việc này còn không có xong xuôi đã bị cảnh sát thúc thúc bắt được về tới cục cảnh sát nhỏ hẹp phòng thẩm vấn ánh sáng cũng không tốt hạ bắt bắt đời này là lần đầu tiếng đồn công an cũng là lần đầu tiên vào phòng thẩm vấn, lúc này nàng trên người đã khoác một kiện áo khoác, nhưng là một đầu tóc dài vẫn là rối bời. Tên họ Vẫn là cái kia lãnh lệ nghiêm túc giọng nam, phối hợp này yên tĩnh nhỏ hẹp phòng thẩm vấn, làm hạ bắc bắc không tự chủ được khẩn trương lên. Hạ bắc bắc Nàng khẩn trương liền đem chính mình tên thật nói ra. Ân ừ. Đối diện người khẽ ừ một tiếng, bàn tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng cầm giấy chứng minh của nàng tên họ hạ nga không đúng là tiểu đào hồng không không phải là đào hiểu hồng hạ bắt bắt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chính mình đối diện nam nhân mau xem ta đôi mắt ngươi liền biết ta có bao nhiêu chân thành bốn mắt nhìn nhau nam nhân ánh mắt lạnh nhạt mà nghiêm túc ni mã hạ bắt bắt chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt nàng không phải hoa mắt đi nhìn cái bàn đối diện khuôn mặt góc cạnh rõ ràng soái khí phi thường hạ bắt bắt gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cảnh sát thúc thúc, nguyên lai like ngươi như vậy tuổi trẻ, như vậy soái khí A, thật không có thiên lý. Giới tính Hạ bắt bắt đang ở đáy lòng phung tàu đâu, liền nghe được soái ca cảnh sát hỏi chuyện. Giới tính nữ, yêu thích nam Hạ bắt bắt thuận miệng tiếp một câu, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm giác được đối diện người nhìn nàng ánh mắt lại lạnh lùng vài phần. Ta biết ngươi yêu thích nam, bằng không cũng sẽ không làm chuyện này, đúng không? Không phải, ngươi có ý gì a? À? Vừa nghe đến lời này Hạ bắt bắt lập tức không vui. Ta làm chuyện gì rồi? Đừng nói ta không phải loại kia nữ nhân, cho dù là thật, vậy thì thế nào? Bọn tỷ muội kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt a, à, các nàng một không trộm hai không cướp, ba cũng không làm tiểu tam, có ý định phá hư người khác gia đình, cảnh sát thúc thúc. Ngươi đây là chức nghiệp kỳ thị. Mỗi vị cảnh sát thúc thúc hách đội trưởng. Lúc này, một người tuổi trẻ cảnh sát nhân dân bước nhanh đi vào phòng thẩm vấn, hắn cúi người ở vị kia soái ca cảnh sát bên người nói nhỏ vài câu, ngay sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Đào Hiểu Hồng. Soái ca cảnh sát dùng ngón tay gõ gõ chính mình trên bàn ghi chép. Có người tới nộp tiền bảo lãnh ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài. Áo khoác đưa ngươi, về sau đừng mặc như vậy hở. Hạ Bắt Bắt. Chương 6. Vai ác người qua đường giáp, 4 Nguồn Mê truyện audio.com Từ đồng công an ra tới, Hạ Bắc Bắc thật sâu hô hấp buổi tối không khí tươi mới Hồng Tỷ Lúc này, cách đó không xa một chiếc xe hơi truyền đến một người nam nhân quen thuộc kêu gọi Hạ Bắc Bắc vừa ngẩng đầu liền thấy được chính mình đồng sự Đều là đỉnh phong khách sạn giám đốc Lưu Dịch Dương Hạ Bắc Bắc trong đầu về đào hiểu Hồng Tư nhân ký ức đặc biệt thiếu Tóm lại vai ác người qua đường giáp bi ai ngươi không hiểu cũng may lưu dịch dương người này ở tiểu thuyết nhắc tới quá bên trong viết qua hắn là cái phi thường khéo đưa đẩy lõi đời người cùng đào hiểu hồng nghe nói là nhiều năm bạn tốt dịch dương vẫn là ngươi đủ ý tứ hạ bắt bắt nắm thật chặt chính mình trên người áo khoác bước nhanh đi tới xe lưu dịch dương mau 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 mang ta hồi khách sạn ta phải hảo hảo tắm rửa một cái đuổi đai đần đuổi ân lưu dịch dương cười cười dương mắt nhìn đến hạ bắt bắt trên người áo khoác hắn không khỏi ngạc nhiên hồng tỷ ngươi cái này áo khoác là ách cái này a à, trong chốc lát trở về ta liền ném thùng rác tưởng tượng đến sắc mặt người nào đó ở phòng thẩm vấn hạ bắt bắt nhịn không được biểu môi xuống cảnh sát khụ 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 nghe được hạ bắt bắt nói lưu dịch dương nhịn không được ho khang vài tiếng muốn nói cái gì rồi lại là một bộ không biết nên từ đâu mà nói cô nải nải a à, đây chính là italy để nhất danh sư thủ công khâu vá giá trên trời áo khoác a à. một kiện quần áo chính là bằng chúng ta nhiều năm tiền lương người cư nhiên muốn đem nó ném vào thùng rác lúc này đồng công an một thác gian phòng thẩm vấn trầm một tiếng một đại thùng nước lạnh tưới lên người lâm đại thiếu lâm lương tỉnh rượu không lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu lâm lương ta ít ngươi ngươi trên mặt đất Lâm Lương đột nhiên đứng dậy, trần Trùng liền đi tới phía trước, nhưng khi hắn thấy rõ ràng người trước mặt, trên mặt hắn biểu tình lập tức trở nên đen như đáy nồi. Hách, hách thiếu ngôn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đứng ở Lâm Lương trước mắt thình lình chính là vừa mới thẩm vấn hạ bắt bắt vị kia hách đội trưởng, hách thiếu ngôn là tên của hắn, mà hắn một cái khác thân phận chính là danh môn hách gia người thừa kế. Lúc này, hách thiếu ngôn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt bộ dáng như ngươi chứng kiến ta hiện tại ở chỗ này đi làm lâm lương trò đùa này quá lớn đi đường đường hách gia người thừa kế liền tính muốn đi vào con đường làm quan cũng không cần từ thấp kém công tác như vậy làm đi chẳng lẽ đây là hách đại thiếu đặc thù yêu thích hách thiếu không hách cảnh sát ngươi xem ta cũng không phạm cái gì sai lầm a à, ta chính là uống lên vài chén rượu cùng cái kia tiểu cô nương đùa giỡn đúng rồi sao lại vọt vào tới một cái đáng chết nữ nhân nàng đạp ta một phát, thiếu chút nữa đem ta bảo bối đá phế đi, ta muốn kiện nàng. Ta nhất định phải kiện nàng cố ý đã thương người. Nghe được lâm lương lên án, hách thiếu ngôn nhíu nhíu mày. Nữ nhân kia đã bị ta thả. Hòa tào, tính nàng lần này vận khí tốt. Lão tử sớm hay muộn tìm người giết chết nàng nha. Lâm lương một bên thấp thấp mắng, một bên vẻ mặt hắc tuyến nhìn nhìn chính mình trơn bóng thân mình. Cái kia, hách cảnh sát, cho ta bộ quần áo mặc đỡ a à. hách thiếu ngôn ngước mắt liếc lâm lương một cái trong chốc lát ta gọi người đưa cho ngươi ngươi về sau cách cảnh nghiêng xa một chút nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí cảnh nghiêng khác còn không phải là cái kia cừu con sao ni ma nguyên lai đó là hách thiếu coi trọng người đâu nghe được hách thiếu ngôn nói lâm lương nhịn không được tê hì hì cười rộ lên đã biết đã biết hách cảnh sát ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là tốt đẹp thị dân, chúng ta cảnh dân hợp tác, xây dựng một ngày mai tốt đẹp. Nghe được Lâm Lương nói, hách thiếu ngôn như cũ là vẻ mặt mặt vô biểu tình, biết vị này hách đại thiếu chính là loại này mặt than, Lâm Lương cũng liền đơn giản dứt khoát câm miệng, đứng ở một bên an an tĩnh tĩnh làm một cái bức tượng Mỹ Nam Tử. Không bao lâu, Lâm Lương cũng bị Lâm gia người đón đi rồi. Hách đội trưởng. Thấy Lâm gia người đều đi rồi, Cùng hách thiếu ngôn cùng nhau đến đỉnh phong bắt người, Hà Phong vẽ mặt chần chờ đi tới hách thiếu ngôn bên cạnh. Hách đội trưởng, Đào Hiểu Hồng cùng Lâm Lương đều bị nộp tiền bảo lãnh, cái kia cảnh nghiêng làm sao bây giờ? Liên hệ không được nàng người nhà, tiểu cô nương hiện tại dược hiệu qua đi, chính là ở trên giường khóc đâu? Ngươi muốn hay không đi qua nhìn xem? Hà Phong không biết hách thiếu ngôn cùng cảnh nghiêng rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng là lần này bất ngờ kiểm tra. Thực rõ ràng hách thiếu ngôn chính là chuyên môn vì cảnh nghiêng đi. Vừa mới trở về thời điểm hắn cũng là trước tiên an bài bác sĩ đi xem cảnh nghiêng. Lúc sau chính mình mới đi thẩm vấn đào Hiểu Hồng, Hà Phong biết hách thiếu ngôn bối cảnh. Cho nên cảnh nghiêng bên kia có động tĩnh gì, hắn đều trước tiên lại đây nói cho hách thiếu ngôn. Có thể cho thủ trưởng chỗ cần cho, đưa thủ. Trưởng chỗ cần đưa, đây mới là một cái đủ tư cách tiểu đệ, không là cấp dưới nhanh như vậy liền không có việc gì nghe được hà phong nói hách thiếu ngôn nhẹ nhàng nâng mắt nếu nàng không có việc gì liền thả nàng trở về đi hà phong đại thiếu gia ngươi này kịch bản không đúng a à, ngươi nên đi hỏi hang ân cần biểu hiện tâm ý a à, vẻ mặt không sao cả nói thả nàng trở về là muốn chơi kiểu gì a à, kẻ có tiền suy nghĩ thật khó hiểu a à. chương 7 vai ác người qua đường giáp năm nguồn mê truyện audio com chỗ ở của đào hiểu hồng chính là đỉnh phong khách sạn tầng 5 một gian phòng cho khách trở lại chính mình phòng hạ bắt bắt lập tức két bỏ đem áo khoác khách thiếu ngôn ném vào cửa thùng rác sau đó lại đem trên người váy ngắn kém chất lượng ném vào ni ma mệt chết bảo bảo này người qua đường giáp cũng không phải như vậy dễ làm a à, ăn mặc nội y vào phòng tắm hạ bắt bắt một bên mở nước ấm một bên đối diện với gương nhìn chính mình lúc này thảm không nở nhìn hình dạng thật bội phục chính mình dám đem một cái đầu ổ gà một gương mặt trang điểm như quỷ một đường từ khách sạn đi đồn công an, sau đó lại đường cũ quay trở về, chật chật chật, hạ bắt bắt đều phải bị chính mình xấu làm cho khóc, nàng lập tức công hạ thân hình mở ra vòi nước, dùng nước ấm rửa mặt, rửa nửa ngày mới đem chính mình trên mặt trang điểm rửa sạch, rửa mặt xong lúc sau, hạ bắt bắt đem trên người nội y tất cả đều cởi, cả người đều nằm ở bồn tắm. Thoải mái a, à, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu lại vẫn là nghĩ đến thế giới này nam nữ chủ hướng kình thiên vì cái gì không có dựa theo cốt truyện đại thần sắp xếp đi cứu vớt tiểu lô ly của hắn chẳng lẽ nam chủ đại nhân bên kia ra cái gì ngoài ý muốn hạ bắt bắt nghĩ nghĩ không tự chủ được lại bắt đầu xem lại cốt truyện dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng thừa dịp lúc tắm đem cái này tiểu thuyết thế giới cốt truyện đọc lại một lần lúc này hạ bắt bắt trong đầu đã bắt đầu tự động xuất hiện máy tính giao diện ở trên giao diện không ngừng thoáng hiện thế giới này cốt truyện, ngô, nguyên lai vẫn là cái ngọc sủng văn, ân, ừ, đây là bổn bảo bảo đồ ăn, hạ bắt bắt nhìn cốt truyện, dựa theo nguyên cốt truyện, hướng kình thiên đem cảnh nghiên ăn sạch sẽ lúc sau, giúp đỡ cảnh đại phú trả sạch nợ, sau đó còn đem cảnh nghiên chuyển tới một quý tộc trường học đi học cao trung, từ đây hai người liền ban ngày đi học đi làm, buổi tối liều mạng lăn giường, không có tiết tháo sinh hoạt. Ân, ừ như vậy phát triển đi xuống giống như cũng không tồi hạ bắt bắt chính cân nhắc đâu mỗi vị ý xấu nữ xứng rốt cuộc lên sân khấu liễu duyệt ảnh nàng là hướng kình thiên nghĩa muội từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên vẫn luôn đều âm thầm thích hướng kình thiên mắt thấy hướng kình thiên bị cảnh nghiên mê đến thần hồn điên đảo vì nàng có rất nhiều lần đều không tiếc đem chính mình đặt vào hiểm cảnh liễu duyệt ảnh cho rằng cảnh nghiên là hướng kình thiên nhược điểm cùng uy hiếp nàng là phi thường nguy hiểm cho nên liễu duyệt ảnh bắt đầu âm thầm liên hệ trong ban phái mặt khác nguyên lão tính toán liên thủ trừ bỏ cảnh nghiên cái này bom hẹn giờ bất quá ở vai chính quan hoàng chiếu khắp dưới cảnh nghiên cuối cùng vẫn là tránh được một kiếp phía sau màn độc thủ liễu duyệt ảnh lại bởi vì chuyện này bị hướng kình thiên dùng gia pháp xử trí ân sở hữu cùng nữ chủ làm đối nữ xứng cũng chưa gì kết cục tốt rời xa nữ chủ trân trọng sinh mệnh các ngươi chính là không hiểu a à muội mùi, hạ bắt bắt tiếp tục xem cốt truyện ở liễu muội mùi quan vinh pháo hôi bị hạ sau quyển sách nam xứng cũng rốt cuộc khoan thai tới muộn hách thiếu thanh danh môn hách gia tiểu thiếu gia quý tộc trong trường học tiểu bá phương, hách thiếu thanh ngay từ đầu cùng cảnh nghiên ở trong trường học là oan gia sau lại hắn dần dần bị cảnh nghiên đơn thuần thiện lương hấp dẫn vì thế liền thành một vị càng đánh càng hăng nam xứng ngô nữ chủ hảo hạnh phúc thế nhưng có nhiều người như vậy theo đuổi trước nay không bị người theo đuổi quá không biết bị người theo đuổi là cảm giác gì hạ bắt bắt tỏ vẻ chính mình thập phần hâm mộ ghen tị hận tính vẫn là không nhìn hạ bắt bắt đem chính mình cả người đều ngâm trong nước ấm nàng còn nghĩ chính mình cái kia nhiệm vụ nhiệm vụ nói rõ ràng muốn nàng đem cảnh nghiêng đưa lên giường hướng kình thiên nếu là chính mình không có làm thì sẽ thế nào ngô chính mình giống như nhớ rõ lúc ấy giao diện viết chính là thất bại không có trừng phạt đi ta đây liền an tâm rồi cái con khỉ a là một cái quyết tâm muốn trở thành để lại tiếng xấu muôn đời đại vai ác chính mình tới nói cái thứ nhất nhiệm vụ liền muốn làm hỏng sao liền vai ác người qua đường giáp đều làm không được sao có thể có tư cách trở thành một cái vai ác đại bốt còn không phải là đem nữ chủ đưa lên giường nam chủ sao vô số tiểu thuyết tổng tài nói cho chúng ta biết chuyện này khó khăn chỉ có o năm điểm cái chỉ số thông minh bình thường người liền nhất định có thể làm được trầm một tiếng Hạ bắt bắt từ bồn tắm bò lên, đối với sương mù mênh mông gương, nàng tin tưởng tràn đầy làm một cái cố lên thủ thế. Hạ bốt, ngươi có thể. o h -i a Thói quen tính vừa nhất chân, ni ma, vặn đến eo, ngày hôm sau. Cảnh nghiên thế nào? Hạ bắt bắt sáng sớm liền hấp tấp vọt vào văn phòng lưu dịch dương, đổ ập xuống hỏi một câu. Cảnh nghiên Con gái cảnh đại phú Nghe được hạ bắt bắt nói Lưu Dịch Dương chần chờ một chút. Nàng giống như cũng bị thả về nhà đi, hiện tại cảnh đại phú cũng trốn chạy, kia hài tử cũng sống không được mấy ngày ngày lành, chúng ta mặc kệ, còn có công ty đòi nợ khác sẽ tiếp tục tìm nàng muốn phiền toái, kia nha đầu sắc thật lớn lên xinh đẹp, bất quá có đôi khi quá xinh đẹp cũng là một loại tội lỗi a. À. Ni mã, nữ chủ đại nhân như vậy xinh đẹp, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? Mau 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 Nghe xong Lưu Dịch Dương nói, Hạ Bắc Bắc vội vàng túng chặt hắn ống tay áo. Mau đem địa chỉ nhà cảnh nghiêng cho ta, ta muốn đi cứu vớt cừu con. Cứu vớt, Lưu Dịch Dương vẻ mặt hoài nghi nhìn Hạ Bắc Bắc. Hồng A, ngươi có phải hay không thật sự? Bị quỷ ám. Quỷ ám cái đầu ngươi A. Hạ Bắc Bắc trừng mắt nhìn Lưu Dịch Dương liếc mắt một cái. Nhanh đưa cảnh gia địa chỉ đưa cho lão nương, chờ lão nương thành công đem cảnh nghiêng đưa lên giường hướng lão đại, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hướng lão đại, ngươi nói không phải là thiên ca đi. Nghe được hạ bắc bắc nói, lưu dịch dương sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Hướng gia bên kia gần nhất giống như xảy ra chút chuyện, liễu duyệt ảnh mang theo một đám người phản bội hướng gia, loại này thời điểm, ta đoán hướng kình thiên cũng không có tâm tình nói chuyện yêu đương đi. Ngươi, ngươi nói ai? Liễu duyệt ảnh nữ xứng cư nhiên phản bội nam chủ, tự lập môn hộ, ni ma, cốt truyện đại nhân ở nơi nào. Cốt truyện đại nhân ngươi nha chạy đi đâu rồi a à, ở hạ bắc bắc không hiểu ra sao thời điểm, trong thành hách gia, ở trong hách gia biệt thự, phòng tập thể thao, hách thiếu ngôn ăn mặc màu đen quần áo vận động, lộ ra tiêu chuẩn to lớn dáng người, hắn trong lòng bàn tay thưởng thức một quả phi tiêu, ở hắn cách đó không xa trên mặt tường có một cái bia ngắm, hồng tâm dán một cái ảnh chụp, ảnh chụp phía dưới, Trồng bay phượng múa đánh dấu ba cái chữ to, liễu duyệt ảnh. Bá, phi tiêu hiện lên, tinh chuẩn cắm vào liễu duyệt ảnh ấn đường, sở hữu không nên tồn tại, đều phải bị giết chết. Chương 8 Vai ác người qua đường giáp, 6 Nguồn Mê truyện audio com Ngoại ô thành phố, hồng nghĩa đường tổng bộ, một thân hắc y liễu duyệt ảnh nằm nghiêng trên một chiếc ghế, một khẩu súng đe xuất IG màu bạc tinh xảo ở trong tay nàng không ngừng bay múa chuyển động, lúc này, ở trên bàn gỗ đặt di động của nàng, màn hình không ngừng lập lòe, có cuộc gọi mới, hướng kình thiên, ba cái chữ to phá lệ khiến người ta chú ý, điện thoại vang lên thật lâu, vẫn luôn không ngừng, qua vài phút, liễu duyệt ảnh rốt cuộc buông súng xuống, ấn nghe. Vì cái gì? Trong điện thoại, truyền đến nam nhân trầm thấp bi thống thanh âm, bị chính mình tín nhiệm nhất người phản bội, tuyệt đối là phi thường thống khổ sự tình, vì cái gì, liễu duyệt ảnh nhìn chầm chầm trên màn hình di động hướng kình thiên tên, đôi mắt một chút một chút lạnh băng xuống dưới, hướng kình thiên. Ngươi bị phản bội còn có cơ hội hỏi một câu vì cái gì mà ta đâu, kiếp trước ta một lòng vì ngươi, cuối cùng ngươi lại đem ta ngâm sát dưới đáy biển. Ta liền một câu vì cái gì cũng chưa tới kịp hỏi ra miệng, đời này, ta phải vì ta chính mình mà sống, ta không bao giờ muốn vì ngươi hướng gia bán mạng, ngươi thiếu ta, Ta phải đích thân đòi lại, ông trời cho ta cơ hội một lần sống lại, còn không phải là làm ta trở về báo thù sao? Hướng Kình Thiên, ta Liễu Duyệt ảnh đã trở lại, ta từ địa ngục mà đến, hóa ra, Liễu Duyệt ảnh là trọng sinh, hảo đi, Hạ Bác Bác lúc này còn không biết chính mình vai ác nhân sinh trên đường cái thứ nhất tiểu nhiệm vụ liền. Gặp trong truyền thuyết người trọng sinh, nàng càng thêm không biết chính là, bởi vì cái này người trọng sinh tồn tại nghiêm trọng nhiễu loạn thế giới này cốt truyện trình tự còn đưa tới một cái khác càng cường đại hơn tồn tại. Ở thế giới này phía trên, có rất nhiều hiện tượng là khoa học không thể giải thích, dị năng giả cũng đều là chân thật tồn tại. Cho nên, ở vũ trụ thời không bên trong, trừ bỏ có tinh tế vai ác câu lạc bộ như vậy tồn tại, còn có rất nhiều đặc thù năng lực nhóm người tồn tại. Trong đó, làm tất cả mọi người kiên kỵ nhất, bọn họ được xưng là thời không chấp pháp giả. Thời không chấp pháp giả có thể xuyên qua tùy ý thời gian không gian, hóa thân thế giới kia bất luận cái gì một người bọn họ tồn tại mục đích chính là giết hết tất cả những kẻ làm nhiễu loạn thời không trật tự bất kể là ngươi chết rồi xuyên qua vẫn là mang theo cừu hận trọng sinh hoặc là người mang hệ thống bàn tay vàng chỉ cần ngươi gây trở ngại một cái thế giới vận chuyển cùng trật tự như vậy ngươi chính là bọn họ muốn giết chết mục tiêu liễu duyệt ảnh trọng sinh đưa tới một vị thời không chấp pháp giả mà đối với chuyện này Hạ Bắc Bắc đều hoàn toàn không biết gì cả, này thật là một cái bi thương chuyện xưa, ngày hôm sau, Hạ Bắc Bắc thay đổi thân tương đối bình thường quần áo, cũng không trang điểm theo phong cách quá dị của nguyên chủ, nàng dựa theo Lưu Dịch Dương đưa cho chính mình địa chỉ lái xe tới nhà cảnh nghiêng. Đó là một khu không có cao ngất trong mây cao chọc trời nhà cửa, lọc vào trong tầm mắt trừ bỏ thấp bé rách nát nhà trệt, chính là lung lay sắp đổ nhà cũ tai, nữ chủ cũng có nữ chủ khó xử a, à quyết tâm cố gắng vươn lên lại ngốc bạch ngọc nữ chủ đều là thân tàn trí kiên, phi phi phi, là thân nghèo trí không nghèo, hạ bắt bắt xuống xe taxi, từ chính mình túi áo móc ra cảnh gia kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ ân, hồng diến nhỏ nhỏ, chính là nơi này. Còn muốn vẫn luôn đi phía trước đi, đi đến. Ai u? Hạ bắt bắt chính hết sức chuyên chú nhìn trong tay địa chỉ, thình lình từ phía sau nàng bỗng nhiên chạy qua mấy cái dáng người cường tráng áo đen thúc thúc, lập tức liền đem nàng đụng vào góc tường ni mã ngươi là vội vàng đi đầu thai a hạ bắt bắt dương mắt liền muốn gọi lại đối phương ách xem đối phương người đông thế mạnh hùng hổ bộ dáng nàng lại theo bản năng bưng kính miệng mình ni ma này đám người vừa thấy liền biết không phải người tốt liền kém ở chính mình tráng trên có khắc kim quang, lấp lánh bốn cái chữ to ta là vai ác những người này hùng hổ không phải là tới tìm nữ chủ phiền toái đi hạ bắt bắt chính âm thầm cân nhắc đâu không bao lâu liền nghe được cảnh nghiên tiếng kêu cứu, từ cái kia ngõ nhỏ truyền ra tới. Cứu mạng A, các ngươi buông ta ra. Các ngươi phải làm cái. Ngô. Ách, chính mình thật là cái miệng quả đen, phi phi phi, là liệu sự như thần mới đúng, hạ bắt bắt ngoan ngoãn dựa vào đầu hẻm, làm bộ chính mình là cái tiểu trong suốt phong nền, nàng mắt thấy đám người áo đen kia đánh bất tỉnh cảnh nghiêng kéo nàng ra đầu hẻm. Ách, loại tình huống này, nếu chính mình là một vị nữ chủ, tuyệt đối muốn tìm đường chết trộn theo sau, sau đó cùng nhau bị bắt, hừ hừ hừ, hạ bắt bắt đắc ý biểu môi, làm một cái có chỉ số thông minh vai ác, tỷ sẽ như vậy não tàn sao, tỷ tỷ chứng. Kiến một hồi bắt cóc, đương nhiên muốn trước trước tiên báo cảnh sát. Phải, báo cảnh sát. Cảnh dân hợp tác, cứu người không mệt. Chương 9 Vai ác người qua đường giáp, 7 Nguồn Mê truyện audio.com hạ bắt bắt thực cơ trí nhìn chăm chú vào đám người kia đem đang hôn mê cảnh nghiêng kéo vào một chiếc mini bút nga nga bản số xe nhớ rõ bước tiếp theo chính là gọi cho cảnh sát hạ bắt bắt mới vừa lấy ra di động kết quả di động của nàng lập tức đã bị người khác đoạt đi nima rõ như ban ngày đoạt di động a à, hạ bắt bắt hung tận xoay người bắt được bàn tay kẻ cướp đoạt chính mình di động nima liền lão nương di động cũng dám đoạt Người nha là muốn lên trời cảnh sát thúc thúc. Hách thiếu ngôn, hạ bắt bắt nhìn chính mình trước mặt cái này một thân tây trang phẳng phiêu soái ca, đây không phải là người mấy ngày trước cho chính mình làm ghi chép cái kia xú cảnh sát sao. Khụ khụ, cảnh sát thúc, không, là cảnh sát nhân dân đại ca, ta đang muốn báo án đây, ngươi nhìn đến không? Bắt cóc A. Rõ như ban ngày A, tại xã hội hài hòa tốt đẹp như ngày nay cư nhiên sẽ phát sinh như vậy tán tận lương tâm, nhân thần cộng vẫn bắt cóc sự kiện, ta câm miệng. Hách Thiếu Ngôn ngữ khí lạnh băng đánh gãy Hạ Bác Bác nói: "Không cần báo cảnh sát, ta sẽ đi theo." Nói, Hách Thiếu Ngôn liền đem điện thoại ném cho Hạ Bác Bác, ngay sau đó hắn từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa xe ấn một chút, bên đường một chiếc màu đỏ Lamborghini lập tức lập lòe sáng lên, Hạ Bác Bác: "Thiên đâu, cảnh sát thúc thúc ngươi này phương tiện đi lại cũng quá làm người ghen ghét a, à, như vậy không tốt, thật sự không tốt a." À, hách Thiếu Ngôn bước đến bên xe, thuần thục ngồi xuống ghế lái, lúc này, lại có một cái khác thân ảnh chạy nhanh lại đây, không nói hai lời liền ngồi vào xe thể. Thao của hắn, hách thiếu ngôn một bên khởi động xe, một bên nghiêng mắt nhìn hạ bắt bắt, hắn một câu cũng chưa nói, nhưng là kia âm u ánh mắt lại làm người không rét mà run. Khụ khụ. Hạ bắt bắt đem mặt chuyển tới một bên. Cảnh dân hợp tác nhất quan vinh, cảnh sát đại ca, ta là tới giúp ngươi cùng nhau tiêu diệt kẻ ác, ngươi không cần cảm tạ ta thỉnh kêu ta lôi phong a à, khách thiếu ngôn lạnh lùng liếc hạ bắt bắt liếc mắt một cái bởi vì thời gian khẩn cấp hắn không nói một lời khởi động xe ngay sau đó liền mở ra trong xe định vị hệ thống emma thật tiên tiến a lần đầu tiên ngồi xe thể thao hạ bắt bắt một bên thể nghiệm trong truyền thuyết tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt một bên ở trong xe nghiêng ngã lão đảo như đang ở vũ trường huynh đệ ngươi thật là cảnh sát sao ngươi thật sự có bằng lái Ngươi nha, không phải là uống rượu phê thuốc đi. Ngươi như vậy lượng lách đánh võng, ngươi không phải đi cứu người, ngươi là ở tìm đường chết a. À, nửa giờ sau, chờ hách thiếu ngôn đem xe ngừng ở bên cạnh một khu vực đi nhà xưởng, Hạ Bắc Bắc lập tức lao xuống xe, chạy đến một bên ói mửa lên. Nôn. Trước nay Hạ Bắc Bắc chỉ nghe nói qua có người đi xe thể thao lừa tài lừa sắt, Nima, cảnh sát thúc thúc. Người này đi xe thể thao chính là muốn mạng người đi, nhìn thấy hạ bắt bắt sắc mặt trắng bệt vẻ mặt đau khổ, hách thiếu ngôn cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngay sau đó, hắn liền đóng cửa xe, đem chính mình tùy thân súng lục đem ra, ngựa quen đường cũ thêm đạn, thậm chí còn bỏ thêm ống giảm thanh. Biết dùng súng sao? Hách thiếu ngôn giơ tay, trong tay súng lục đã thẳng chỉ hạ bắt bắt ấn đường. Không, không biết dùng. Hạ bắt bắt run run môi, Hướng bên trái di động một chút, đại ca, đây là súng thật a, à, ngươi chỉ vào ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết hắc cảnh sát? Ngươi nên luyện tập bắn súng đi. Ném xuống câu làm hạ Bắc Bắc không hiểu gì cả, hách Thiếu Ngôn đã xoay người một cái, chạy nhanh tới vứt đi nhà xưởng, hắn cởi ra chính mình Âu phục áo khoác, ném cho vẫn còn đứng một bên ngây ngốc Hạ Bắc Bắc. Giúp ta cầm. A. À. Nga nga. Hạ bắt bắt theo bản năng tiếp nhận áo khoác, trơ mắt nhìn hách thiếu ngôn chạy vào nhà xưởng, ai nha, thân ảnh ấy thật soái khí. Tốc độ này có thể so với Spider-Man A, từ từ, chính mình ở đây ngây người cái gì, hạ bắt bắt phục hồi tinh thần lại, vừa nhấc mắt, Nima, ma, Spider-Man không bóng dáng. Chương 10 Vai ác người qua đường giáp, 8 Nguồn Mê truyện audio.com Ngoại ô thành phố khu, bên trong vứt đi nhà xưởng, cảnh nghiêng bị một thùng nước lạnh tưới tỉnh, nàng đánh cái rùng mình, theo bản năng muốn rụt rụt thân thể, lại phát hiện chính mình tay chân đã bị người trói lại. Tỉnh. Một cái lạnh nhạt giọng nữ chậm rãi vang lên ở bên tai cảnh nghiêng. Nàng sợ hãi ngẩng đầu, đối diện với liễu duyệt ảnh lạnh nhạt hai mắt. Ngươi, ngươi là ai? Cảnh nghiêng run run nhìn trước mắt xa lại nữ tử, nàng khẩn trương nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện nơi này là một cái vứt đi phòng, phòng trong một góc đã treo đầy mạng nhện cùng tro bụi, mà lúc này tại đây rách nát trong phòng, đang có một đám người vây quanh chính mình, Cảnh Nghiên nhận thức những người này, những người này chính là xông vào chính mình trong nhà, đem chính mình đánh bất tỉnh người, chẳng lẽ lại là đòi nợ, tưởng tượng đến nơi đây, Cảnh Nghiên lập tức hít sâu một hơi, cố gắng trấn định nhìn trước mắt Liễu Duyệt ảnh. "Ngươi, ngươi là bọn họ lão bản?" ngươi cũng là tới đòi nợ không sai ta chính là tới đòi nợ nghe được cảnh nghiên nói liễu duyệt ảnh nhịn không được quyến rũ cười nàng là từ trong địa ngục trở về đòi nợ nợ máu liền phải trả bằng máu ta ta hiện tại không có như vậy nhiều tiền ngươi lại cho ta một chút thời gian ta sẽ đem nợ đều trả hết nghe được liễu duyệt ảnh thừa nhận chính mình là đòi nợ cảnh nghiên không lý do thở dài nhẹ nhõm một hơi tiền không ta không cần tiền. Nghe được cảnh nghiêng nói, nhìn đến trước mắt cừu con vẻ mặt đơn thuần ngây thơ bộ dáng, liễu duyệt ảnh nhịn không được đứng dậy, đi từng bước tới trước mặt cảnh nghiêng, nàng công hạ thân mình, lạnh băng ánh mắt, gần từng chữ một lên tiếng. Ta, chỉ, muốn, mạng, ngươi. Cảnh nghiên trừng lớn hai mắt, bị liễu duyệt ảnh nói dọa không thể động đậy, thật là nhát gan tiểu cừu non a. À. Liễu duyệt ảnh lại lần nữa nhướng mày, đáy mắt lãnh quan chợt lóe rồi biến mất hướng kình thiên, ngươi tiểu tình nhân liền ở trên tay ta, ta muốn đem nàng tra tấn đến chết, đây là ta tặng cho ngươi thứ nhất món quà, liễu duyệt ảnh đứng dậy, ngước mắt nhìn thoáng qua vẫn đang vây quanh ở một bên những người đó, lúc này những cái đó nam nhân nhìn cả người ướt đẫm, vẻ mặt kinh hoảng manh muội muội, mỗi người đôi mắt đều ở phát sáng. Các huynh đệ, giúp ta hảo hảo tiếp đón tiếp đón cảnh tiểu thư. Đã biết. Nghe được liễu duyệt ảnh nói, đám người hưng phấn trả lời một câu, vài người cùng nhau tiến lên đem đã bị trói lại tay chân cảnh nghiêng kéo tới một góc. Không cần, các ngươi muốn làm cái gì? Buông ta ra. a à, đừng chạm vào ta. Cảm giác được nguy hiểm cảnh nghiêng bắt đầu liều mạng kêu to lên, chỉ có 16 tuổi nàng nơi nào gặp qua như vậy sự việc. Tiểu cô nương lúc này đã sợ tới mức cả người phát run liền thanh âm cũng run rẩy lợi hại, chính là ở loại địa phương này, ai sẽ đến cứu nàng âm thanh quần áo bị xé rách cùng với tiểu cô nương khàn cả giọng tiếng quát tháo, đối với chuyện này, liễu duyệt ảnh tất cả đều không dao động. Ngươi thật là máu lạnh đâu. Bên tai, đột nhiên truyền đến một người nam nhân thấp thấp thanh âm, liễu duyệt ảnh trong lòng rùng mình, nhiều năm qua hắc đạo kiếp sống làm nàng trong lòng lập tức chuông cảnh báo vang lên, nàng theo bản năng đi sờ chính mình súng, chính là dây tiếp theo, lạnh băng họng súng đã đặt ở nàng huyệt thái dương. Ngươi đã chết ngươi không nên sống ở thế giới này nữa. Nam nhân thanh âm như cũ trầm thấp mà mê người. Ngươi là... Liễu duyệt ảnh kinh ngạc vạn phần ngước mắt. Đối diện lại là một gương mặt xoái khí anh Tuấn, hách thiếu ngôn, liễu duyệt ảnh tự nhiên cũng nhận ra vị này hách gia đại thiếu gia, hắn vì cái gì không có cho liễu duyệt ảnh thời gian suy nghĩ cẩn thận, hách thiếu ngôn đã không lưu tình chút nào khởi động cò súng trọng sinh BUG liễu duyệt ảnh, giết chết thành công.